chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là trời nắng đẹp thì Nga chuẩn bị đi tiếp tục ra Capitol. Và bây giờ Nga đi đến xuống Metro và chặng đường đến Capitol. Thì giá tiền từ Capitol, từ nhà Nga qua Capitol cỡ tầm cũng đô. Nga đi qua chuyển qua cái Blue Line để mà đi qua cái sau Capitol. Ra bên lộ trình khác để có thể nhìn thấy được nguyên toàn bộ khúc mặt của DC. Từ trên Skyscraper. Parade. Oh, today I have the parade. Yes, today is the parade. Oh, because today I want to visit some places in the capital. Oh, okay. And yeah. I can visit everywhere. Hôm nay ở bên đây Nga đang chuyển từ cái Yellow Line, từ nhà Nga đi ra ngoài đây, Nga đi đến Blue Line. Thì cái Blue Line mà mình cũng cho mọi người xem. Cái Blue Line chờ khoảng chừng trong vòng 2 phút nữa là có đường đến, có chuyến đến. Nga mới vừa dừng ở King Street Old Town, bây giờ Nga chuyển qua Blue Line. Blue Line thì nó sẽ đi hết một vòng, hết tất cả, đi qua khu vực của bên DC, có nghĩa từ trên cao mình có thể mình dòm thấy được mọi thứ này. Đây Blue Line nó đi đây. Ha, thì Nga sẽ đi cái Blue Line hết toàn bộ. Rồi. Và Nga sẽ dừng ở ngay chỗ Capitol South. Vì ở đây hôm nay rất là đông mọi người đi đến khu vực của Parade có diễn ra. Đây, hiện tại thì mới đầu Nga khởi hành từ khu vực này, sau đó Nga đi đến King Town. Và mục tiêu của Nga sẽ đi đến là Capitol South. Và Capitol South có hai cách, một là Nga sẽ đi Yellow Line để Nga đến chỗ này, Nga đổi qua Blue Line. Hai là Nga sẽ đi Blue Line. Nhưng mà cái chỗ Yellow Line này là khúc này nè, thì người ta hồi nãy Nga nói chuyện thì cái cô đó nói là ở đây chỉ có chuyển đổi là Ray Line thôi. Nhưng mà Nga thì Nga muốn mới đầu Nga muốn đi trực tiếp đây, nhưng mà khi mà Nga dòm lại Blue Line thì có thể nhìn thấy được tổng quan từ trên cao, thấy cái khu vực này, nên mình cũng muốn thử trải nghiệm để đi xem coi cái khu vực chung quanh này nó như thế nào. Thì lát hồi mình cũng sẽ tham quan ở khu vực DC. Tại khu vực DC cái tổng hợp, cái tổng thể ngay chỗ này nè là cái khu vực mà nó có những cái về bảo tàng, những cái khu mà về lịch sử được trưng bày ở đó và mình tham quan đầy đủ. Và khi mà đến hôm nay thì được cái là nó ngay cái lúc mà nó có diễn ra cái diễu hành ở ngoài đây. Và hiện tại bây giờ người ta đi đến nơi đây cũng tương đối đông, và cái Blue Line này nó đông. Và hiện tại thì Nga mới vừa stop ở ngay một cái chặng này, đó là Capitol City, và bắt đầu đi Maiden. Từ từ mình sẽ đến chỗ đến đây, mình sẽ cho mọi người biết. Và thật sự ra những cái chuyển đổi nè, những cái vòng tròn này là những cái chuyển đổi line circle để mình chuyển đổi line. Còn những cái này là chỉ cái chạm nhỏ, còn cái này chạm lớn. Thường thường nó sẽ phải là hai cái chỗ giao nhau thì nó là chuyển đổi nhiều line. Ví dụ như Yellow với lại Green đây nè, với lại Ray thì nó sẽ chuyển đổi ở đây. Ở phía trước mặt nha, cái khu vực đó, khu vực của cây bút chì. Nga cũng đã đi đến ra khu vực của Capitol, bữa nay mình Nga đi tham quan ở Capitol. Bây giờ mình đang ở trong Metro ra, mình ở line màu xanh đi ra ngay Capitol South. Đây, bây giờ mình đi tìm đường đi đến. Hiện tại thì mình đang đứng ngay góc đường Independence. Đối diện mình là cái Library Congress. Và mình đi qua khu Capitol. Ở bên kia. Ủa mà side này mình, ủa sao mình không biết đi được đây không? Can we walk over there? This side. Because I don't know. Yeah, thank you sir. Nga đi vô cái khu vực. Thank you sir. Nga đi vô cái khu vực của Capitol. Đây, trước mặt anh chị đó là cái Capitol của US. Mấy lần trước thì Nga cũng có đi đến, nhưng mà Nga chưa có vô khu vực Capitol này. Tối hôm qua thì Nga có coi thông tin của khu vực Capitol này. Nếu như các anh chị và các bạn
muốn đi đến khu vực này thì các anh chị và các bạn hãy search trước thông tin. Hiện tại thì Nga đang đứng trước cái Capitol, US Capitol ở DC. Và đi đến đây thật sự ra là cũng không khó. Có nghĩa là các anh chị và các bạn nếu ở gần khu vực xung quanh, các anh chị và các bạn có thể đi metro và đến đây. Nếu mà mọi người có cơ hội, sorry mọi người chút xíu nha. Nếu mà các anh chị và các bạn có cơ hội đến đây, và trước khi đến đây thì các anh chị và các bạn xem được cái lịch sử của cái US Capitol này, các anh chị và các bạn sẽ thấy có một cái điều mà mình thấy rất là ngạc nhiên. Có nghĩa là nơi đây người ta thường thường người ta là, có nghĩa khi mà nghe coi cái đoạn clip đó của trên Capitol mà website á, thì cái nơi đây người ta cái giống như từ đời đầu tiên của tổng thống họ xây dựng, rồi sau đó có những cái sự việc xảy ra là bị cháy bị này kia, rồi họ mới bị phá hủy rồi xây dựng lại, rồi qua nhiều năm tháng thì nghe nhớ mang máng là nó xảy ra, bắt đầu cái Capitol này diễn ra năm 1793. Và cứ vậy mà giống như là xây dựng mới rồi bị phá hủy, bị hư hoại, rồi người ta mới xây dựng trở lại. Và hiện tại đến bây giờ thì nó có cái dốc dáng đến bây giờ. Đây, nghe đi vô khu vực của Capitol Side. Hôm nay mình đi thì mình hơi bị ngu một cái là mình không có đem cái cây tripod. Nếu mà mang cây tripod thì tự mình nghe có thể vô và chụp hình lấy chính mình được. Đây là Capitol Side. Capitol của US Capitol. Nghe thích cái góc này này. Góc này lên ảnh đẹp. Hiện tại thì cái khu vực này người ta cũng đang trùng tu. Mọi người sẽ thấy là lịch sử mà xây dựng của cái Capitol này nó diễn ra rất là gọi là dùng cái từ tiếng Việt làm ấn tượng, có nghĩa là hiện tại thì Phương Nga đang đứng đằng trước của US Capitol. Như các anh chị biết rằng là nếu như mọi người đọc được lịch sử của cái nơi đây trước khi đến tham quan thì mọi người sẽ thấy rất là hào hứng. Có nghĩa là khi Nga coi thì lịch sử của nơi đây là được xây dựng vào năm 1793, vào cái thời mà của cái tổng thống đầu tiên ở tại Mỹ. Rồi sau khi đó họ xây dựng xong, cái lúc đầu cái mô hình này nó rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái đại khái là cái lõm chính giữa, các anh chị thấy á, nó đơn giản vô cùng. Rồi đến được cái chóp phân nửa của cái chóp cao đó. Nhưng sau đó thì do chiến tranh thì cái bị cháy xong rồi bị hủy hoại đó, người ta mới xây lại. Và sau nhiều lần, có nghĩa là bị xây lại xong rồi trùng tu lại, rồi sau đó chiến tranh bị phá hủy, rồi những đời tổng thống họ mới có những cái kiến trúc sư họ mới làm nên, và từ từ nhiều năm này qua năm nọ đến bây giờ thì nó ra được cái kiến trúc như bây giờ. Và hiện tại thì Capitol họ đang là trùng tu, và bây giờ Nga chuẩn bị nó tiến vào để mà tham quan. Bây giờ mình đang tiến vào phía trong khu vực. Và từ cái Capitol này nè, các anh chị sẽ nhìn, bây giờ Nga cho mọi người xem như thế này. Đây là hình ảnh của US Capitol. Các anh chị thấy là phía trên chóp đỉnh nó có một tượng, có nghĩa là tượng của một người lính. Đấy, nếu mọi người chịu khó giùm Nga là xem lịch sử của nơi đây thì mấy anh chị sẽ hiểu được tại sao người ta đặt tượng của người lính đấy. Và cái phần chóp này nè là được xây dựng mới sau này. Và hồi xưa thì nó đến cái tầng đó thôi, cái tầng 1 đó thôi, cái chóp đó thôi, và cái phần phía dưới đây thôi. Rồi do chiến tranh thì nãy Nga có nói rồi là người ta chiến tranh rồi người ta xây dựng lại theo những kiến trúc sư và của những vị tổng thống. Họ đã có những cái ý kiến và từ từ thì họ sẽ xây ra được hoàn chỉnh như thế này. Đây. Và đối diện đây là một cái khu vực thư viện của DC. Đó là Library Conference, Library Congress. Okay.
đây là trước cái quảng trường. Buổi tối thì cái nơi đây họ lên đèn, có nhiều cái ánh sáng đèn nó làm cho cái video này nó sáng rực. Nếu như mọi người đến DC vào buổi tối, mọi người sẽ thấy rõ là cái cảnh mà từ trên máy bay mà nhìn xuống á, thì cái ánh của khu vực trung tâm từ White House cho đến Capitol nó tạo ra một cái khu vực đó giống như nó đẹp lắm. Và các anh chị và các bạn sẽ có thể nhìn thấy được cái khu vực mà ngũ giác mà mình thường hay coi tin tức á, người ta nói đến.